cô khá là dễ tính, nhẹ nhàng, với cả là cô cũng có một cái tâm huyết với cả nghề và là một người khá là chỉnh chu trong công việc. Trang đã cho ra đời nhiều cái tác phẩm phản ánh sinh động hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trên các mặt trận, rất dung dị, đời thường nhưng cao quý. Ấn tượng nhất là về một ca khúc mới đây, thứ nhất là của đồng chí Trang, là một ca khúc Sắc Hương Người Lính, nói về những người phụ nữ đảm đang việc nhà nhưng sắc son với Tổ quốc. Cô gái ấy em hiên ngang bước đi trong hàng ngũ, đôi mắt sáng hướng về ánh sao vàng rung trên vai. Em hát khúc quân hành, em phụ nữ Việt rạng ngời trong sắc áo quân nhân. Bước chân ca khúc Sắc Hương Người Lính của tác giả Hồ Thị Thu Trang đoạt giải 3 cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Phụ nữ quân đội và Ban Phụ nữ quân đội. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hồ Thị Thu Trang đang theo học chuyên ngành sáng tác thuộc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ là nguồn cảm hứng vô tận trong các sáng tác của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hồ Thị Thu Trang. Cũng chính nguồn cảm hứng này đã mang lại cho chị nhiều thành công, nhiều giải thưởng trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Nói chung với cái đề tài về phụ nữ quân đội nói riêng, như các bạn biết thì cái ca từ nó cũng hơi cứng nhắc một chút. Để đưa vào cái ca từ đấy vào âm nhạc thì đòi hỏi đến cái người nhạc sĩ nó vẫn rất phải khéo léo. Nó không phải vừa phải hô khẩu hiệu, nó vừa không phải là kiểu dạng như kêu gọi hay sao, thì nó phải tinh tế để đưa vào để những cái ca từ để làm. Ví dụ các bạn biết này, cô gái ấy hiên ngang bước đi trong hàng ngũ, đôi mắt sáng hướng về ánh sao vàng, có nghĩa những cái hình ảnh rất là đời thường đúng không, như phụ nữ quân nhân bình thường bọn mình cũng nhập cũng đi đều, cũng như một cái hình ảnh mà cô gái ngước nhìn về cái ánh nó rất là đẹp đấy. Thì đấy, để mà đưa vào cái ca từ đấy vào cái ca khúc để gắn liền với âm nhạc thì đòi hỏi tôi cũng mất khá nhiều thời gian để mình làm như nào để cho nó hợp lý giữa âm nhạc và ca từ. Với chủ đề Phụ nữ quân đội rạng rỡ trang sử vàng, tác phẩm được đầu tư nghiêm túc về nội dung, phối khí, thu thanh công phu sáng tạo về ngôn ngữ âm nhạc và phương pháp thể hiện, luôn giữ cho mình nhiệt huyết của tuổi trẻ và những cảm xúc mạnh mẽ. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hồ Thị Thu Trang mang đến phong cách âm nhạc tươi mới, giai điệu gần gũi kết hợp với ca từ giàu hình ảnh, giúp cho ca khúc Sắc Hương Người Lính tạo ấn tượng sâu sắc với khán giả. Em phụ nữ Việt Nam, mãi gọi tên người phụ nữ anh hùng, hai vai em việc nước việc nhà, thủy chung sắc son lòng nhân ái bao dung. Em phụ nữ Việt Nam, sáng lấp lánh ngôi sao trên mũ sáng ngời, ý chí kiên cường vững vàng em bước, tự hào người lính tỏa sắc hương cho đời, vững vàng em bước, tự hào người lính tỏa sắc hương cho đời. Người nghệ sĩ không chỉ trau dồi cho mình vốn sống, vốn kiến thức phong phú, sự trải nghiệm đa dạng, mà còn phải nuôi dưỡng nguồn cảm xúc mãnh liệt, bởi đó là con đường để chạm đến trái tim khán giả. Để tác giả có được chỗ đứng nhất định, chị Trang luôn dành nhiều thời gian trau chuốt về ngôn ngữ âm nhạc và thật tỉ mỉ, công phu trong phần hòa âm phối khí. Từ khi học tại môi trường quân đội này thì các ca khúc của tôi cũng về ca khúc hay nhạc khí hay bất cứ một cái gì tôi viết thì tôi đều thông qua người thầy của tôi là nhạc sĩ Xuân Thủy. Có nghĩa là cứ mỗi lần tôi viết thì tôi lại hỏi ý kiến thầy xem là như này như kia đã được chưa, nó đã thấy hợp lý chưa. Mình chia sẻ những cái gì mình đấy là người thầy chuyên môn của tôi.
luôn tích cực rèn luyện và cầu tiến trong chuyên môn, nghiệp vụ như vậy. Tác giả Hồ Thị Thu Trang cảm thấy may mắn và biết ơn khi được học tập trực tiếp từ đại tá, nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Thủy. Chị không ngần ngại học từ những điều nhỏ nhất. Nhờ tinh thần vượt khó vươn lên, chị Trang đã làm mới mình trong từng sáng tác và nhận được sự đánh giá cao từ đội ngũ giảng viên trong Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tôi nhận lời hướng dẫn Trang, đó chính là cái sự đầu tiên là cái sự chịu khó. Cái thứ hai là rất thông minh. Tuy là nữ, nhưng cái ngôn ngữ của các bạn rất là cập nhật và cái xu thế viết rất là đương đại. Thường thì phụ nữ thì có cái gì đó hơi liêu yếu đào tơ. Thường là những trong nghệ thuật thì là có thể là viết những cái gì nó rất là nhẹ nhàng, rất là cảm động, rất là xúc động. Đấy, nhưng bạn ấy, thì là cái bản thân là cái tay đàn của bạn tốt, chuyên môn về keyboard của bạn tốt. Đấy, và hai nữa là có một cái đời sống phong phú. Đấy, và cái kiến thức, cái sự nhạy bén, cái sự thông minh của bạn rất là tốt. Nên tôi hướng cho bạn ấy sẽ tiếp cận theo cái góc độ là cái nhạc đương đại. Đấy, và cái này cũng không phải là dễ đâu. Tất nhiên là có quá trình mình phải rèn luyện nữa, nhưng mà cái tố chất bạn có thể đáp ứng được. Mỗi ngày được lên lớp làm việc với đồng nghiệp, với học viên là niềm hạnh phúc vô bờ của trung tá, quân nhân chuyên nghiệp Hồ Thị Thu Trang. Chị học hỏi từ thầy cô, bạn bè và từ chính những học viên khi trực tiếp giúp họ hòa âm phối khí. Say mê và nghiêm túc trong chuyên môn, chị Trang không ngại dấn thân với những đề tài, những thể loại mới mẻ, đa dạng. Chính sự dấn thân ấy đã giúp chị có thêm những sáng tác mang màu sắc và cá tính riêng. Mỗi nhạc sĩ sáng tác đều người ta có phong cách riêng của mình. Thì hiện tại bây giờ đối với bản thân tôi thì mọi người đang biết đến tôi là một nhạc sáng tác các ca khúc về lực lượng vũ trang, về lính. Trong đó tôi viết nhiều màu sắc mới mẻ, có hành khúc, có pop ballad, có mọi thứ tôi viết khá đầy đủ. Nhưng mà để mà cái điều khó khăn là mỗi lần viết thì mình đều phải tìm hiểu, mình viết cái gì nó phải ra chất của cái đấy, không kiểu lẫn lộn giữa cái thể loại này và thể loại kia. Đấy, từ đó là cái khó khăn của người nhạc sĩ và cũng là cái khó khăn của bản thân tôi. Nhưng mà nhiều lúc mình cũng muốn cứ khai thác những cái điều mới mẻ, mình xem cái thế mạnh của mình là gì. Trước khi theo học chuyên ngành sáng tác tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hồ Thị Thu Trang là diễn viên đoàn văn công quân khu 4. Từ sự trải nghiệm phong phú trong thực tế biểu diễn và luôn giữ được ngọn lửa đam mê, đã giúp chị có những sáng tác đạt chứng nhận giải thưởng cao như Về đi các anh ơi, Tự hào thanh niên quân đội, Những cánh chim không mỏi, Việt Nam trái tim ngời sáng, Tìm anh trên bờ cát. Chị cũng vinh dự đạt giải nhì tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 23 với chùm ca khúc mang tên Tự hào lính trẻ Việt Nam. Chị luôn mang niềm tự hào sâu sắc khi được khoác trên mình màu xanh áo lính và tình yêu nghệ thuật được nuôi dưỡng từ người cha của mình. Tôi sinh ra trong một gia đình quân ngũ. Bố tôi cũng là một quân nhân trong quân đội. Đó cũng là cái điều mà sau tôi đang hướng cho người đứa con gái của tôi cũng theo cái dấu chân của bố tôi và đến tôi, và bây giờ là đến bé con, người con của tôi. Thì trong một gia đình như thế, bố tôi khá là yêu văn hóa nghệ thuật, nhưng mà ngày xưa ông không có điều kiện để theo chuyên nghiệp ấy. Thì ngay từ nhỏ là bố đã hình thành cho tôi cái con đường đi như thế. Ông cho tôi đi học keyboard này, ông cho tôi tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật của tỉnh, sau đấy là cho tôi thi vào trường, và sau định hướng sau này khi mà định hướng tôi về đoàn văn công quân khu 4 ấy, tôi làm việc một thời gian, nhưng sau đấy tôi trưởng thành thì tôi tự định hướng cho con đường của mình và tôi sẽ phải chuyển sang cái ngành sáng tác, thì từ đó là tôi có thể cống hiến được nhiều hơn cho cái sự nghiệp công việc của mình. Vừa tích cực học tập theo đuổi con đường sáng tác âm nhạc, chị Trang vừa kèm cặp dìu dắt con gái của mình cũng đang theo học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Nghị lực của người nữ quân nhân bé nhỏ như được tăng lên gấp đôi khi chị vừa là cô giáo nghiêm khắc, vừa là người bạn, người đồng hành cùng con gái trong sự nghiệp âm nhạc đầy đam mê nhưng cũng thật nhiều thử thách. Hiện tại thì tôi đang theo học tại khoa âm nhạc ở chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ phương Tây của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Thì thật ra là từ bé thì gia đình đã định hướng cho tôi theo nghệ thuật, cho nên là tôi cũng được tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn bé. Mà cũng bố mẹ cũng là một phần lý do khiến tôi muốn theo học âm nhạc để có thể kiểu viết tiếp được những cái ước mơ, để nối tiếp được cái chuyên ngành âm nhạc. Hai mẹ con cùng học tập dưới mái trường giàu truyền thống, cùng chung niềm đam mê âm nhạc. Để nuôi dưỡng niềm đam mê ấy, chị Trang đã nỗ lực vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống, sắp xếp hài hòa công việc gia đình để dành nhiều thời gian cho sáng tác. Niềm tự hào được là người nghệ sĩ, chiến sĩ đã tiếp thêm động lực cho chị có thêm nhiều tác phẩm ấn tượng mang màu sắc riêng. Cứ ngây ngô nhìn về phía xa xa nơi có bóng quê nhà, tuổi vừa tròn 18 sức trẻ cứ căng tràn, anh lên đường nhập ngũ.